mình sẽ được nghỉ ngơi tại Vinpearl Resort and Spa nha Trang Bay. Đúng rồi, nghỉ dưỡng hè đi xem lại. Nghe hấp dẫn phết nhở. Cảm giác mới mẻ cho tình yêu của mình nhá. Này anh sẽ biết. Chào anh ạ. Anh cho book 2 phòng nhá. 2 phòng? Bọn mình là một đôi mà sao lại book 2 phòng? Anh cho book 1 phòng 2 giường nhá. Này, hôm nay em làm sao ấy? Anh chị ạ, thực ra hiện tại chúng em cũng đang có một phòng dành cho các cặp đôi và cũng có một cái giường khá là rộng, em nghĩ mình nên sử dụng cái đó anh chị ạ. Chúng thì cũng không hay lắm đâu ạ. Thôi, nhận phòng đi cho anh vui. Ê, đừng nói phòng mới rồi. Uầy, ôi trời ơi. View phòng này quá hợp lý để hai đứa mình nghỉ dưỡng luôn đó vợ. Wow, view này mà ngắm hoàng hôn vào buổi chiều thì hết sảy em nhở. Cái này có phải là nghỉ dưỡng hè mê say mà em nói với anh vào buổi chiều không? Còn thời tiết đẹp như thế này thì phải ra bể bơi tắm nắng cái đã. Đi du lịch chứ có phải đi ngủ đâu. Không quên thưởng thức buffet sáng, trưa và tối tại khách sạn này. Khỏe, đa dạng phết nhở. Có đủ đồ từ ôm đến áo luôn, ăn nhiều vào tới có sức. Và có khi phải tiếp thêm sức cho anh tại Aoya Spa ấy. Tới đây là phải nuông chiều cơ thể, gác mọi âu lo, thả hồn vào thiên nhiên thoáng đãng xanh mát. Vậy mới đủ sức đi chơi VinWonder chứ. Tối rồi thì không biết em có muốn vào The Lagoon Beach Club thư giãn tí không. Nhưng mà bình thường em cũng không hay đến những chỗ sôi động này lắm ấy. Tại anh thấy không gian như thế này thì rất là phù hợp với chị em để check-in sống ảo ấy. Thế thôi thì mình về. Ừ kìa em, ngoài việc thưởng thức cocktail và nhâm nhi những món ăn nhẹ thì chúng tôi đã lên tầng 2 và solo 1-1. Không hổ danh là thiên đường nghỉ dưỡng biển có khác. Vừa là nơi nghỉ ngơi, lại vừa tha hồ vui chơi giải trí, không cần lo chi phí nữa chứ. Ngon rồi đấy. Ừ, anh cũng thấy ngon, thế là mình mang về phòng ăn đi. Anh nhỉ. Thế bây giờ về khách sạn buffet đi, anh đói quá rồi. Được, Vinpearl Nha Trang còn nhiều cảnh đẹp lắm, đi chụp tiếp. Ừ. Nghỉ dưỡng ở Vinpearl Resort and Spa Nha Trang Bay mà không check in với con đồng hoa giấy đang nở rộ thế này. Có lỗi với mẹ thiên nhiên đấy anh ạ. Lâu lâu đạp xe đi dạo thưởng hoa thế này lãng mạn phết chứ đùa. Rồi á, check in xong xuôi là mình phải dạo chơi qua vườn gia vị, nơi được mệnh danh là làm nên linh hồn của những món ăn. Nhỏ không được chơi nên già phải chơi lớn đấy này. Trời ơi, tớ Vinpearl không những được thả diều mà còn được thả loại diều khổng lồ cơ. Không còn nơi nào thanh bình hơn giữa biển xanh, cánh diều và bầu trời mênh mông để chụp ảnh đâu anh ạ. Và đặc biệt với con gái tụi em ạ là nhất định không được quên thả dáng khi treo sắp trên biển. Lúc này thì thảnh thơi một tí cho anh lượn hẳn vài vòng trên không trung, chiêm ngưỡng toàn cảnh Vinpearl Nha Trang luôn. Chiều là phải ghé qua The Lagoon Beach Club, nhau tán gẫu và nhâm nhi ly cocktail, chiêm ngưỡng hoàng hôn động lòng người ở Nha Trang. Hết ngày như vậy mới gọi là Wonder Summer chứ. Và tất nhiên để anh luôn luôn có một trạng thái khỏe mạnh và minh mẫn, em đã chuẩn bị một buổi tập thiền yoga vào sáng sớm ngay tại khách sạn cho anh luôn. Sau những giây phút nhộn nhịp thì khoảng thời gian này chính là lúc chúng ta có thể chậm lại, lắng nghe cơ thể và nhịp thở của mình. Cuối cùng sẽ là thiếu sót lớn nếu các bạn bỏ qua Trúc Lâm Tịnh Viện trong chuyến nghỉ dưỡng tại Vinpearl Nha Trang của mình đấy. Ngôi chùa có vị thế lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển Đông. Có thể nói đây là công trình Phật giáo đồ sộ trên đảo Hòn Tre, thu hút rất nhiều du khách và các Phật tử tìm về tham quan cùng bái, một nơi giúp mình tĩnh tâm và tìm về bản ngã. Hè ở Vinpearl Nha Trang đúng là một mùa hè diệu kỳ với kỳ nghỉ dưỡng trong mơ. Amazing, good job em. Đóng chưa? Chụp thì mình lâu quay đi bạn ạ. Chỉnh nghe rõ này, 6 giờ đạp xe ngắm hoa giấy, 7 giờ ăn buffet, 8 giờ thưởng hoa ngắm trăng, 10 giờ ra biển thả diều, nhớ mang son, đồ make up che khuyết điểm, kem chống nắng cho em. Quan trọng là không được chụp ảnh xấu. Hôm trước em chịu ảnh đâu. Em cứ cằn nhằn như người già. Anh nói cái giọng gì ấy? Ý anh là anh thích mấy em gái mất mỏi ngoài kia chứ gì? Được, đợi tôi. Mẹ ơi, mở cửa đi, vẫn giận anh à? Ủa ôi. Anh tính xin lỗi em mà. Thôi, em tham lỗi tụi anh, mình đi VinWonder đi. Cứ dễ thương như thế này thì yêu phải biết, đi du lịch là để tận hưởng cơ mà. Cứ phải giữ tinh thần phơi phới thì mới có đủ sức đi hết cái VinWonder Nha Trang rộng lớn này. Điểm đến đầu tiên dành cho những trái tim dũng cảm đấy. Thì uốn lượn trên tàu cao tốc, lúc thì vi vu hưởng gió mát trên không, đã thế còn có ảnh đẹp mang về. Mà muốn mãi hơn nữa thì có thể trải nghiệm cảm giác rơi tự do hoàn toàn, hoặc là thử đụng nhau cho thêm phần sôi động. Thôi em đi tơ tơ. Tơ tơ là cái gì? Đi tơ tơ ấy. Còn lớn mà không biết ngượng. Nhưng mà thôi, lỡ yêu nhau rồi thì phải chiều bà thôi chứ làm sao. Cơ mà công nhận y như là lạc vào xứ sở thần tiên luôn. Thế này thì người lớn còn khoái chứ huống chi các bạn nhỏ. Nhưng mà ấn tượng nhất vẫn phải là trò thuyền nước trong bóng tối. Tiên tôi chỉ có ý định là vào đây để hưởng điều hòa mát lẹm thôi. Cuối cùng lại trở thành hành trình đi tìm viên ngọc hạnh phúc cùng công chúa Tata. Còn bây giờ mà mọi người thưởng thức bom tấn thực cảnh đa phương tiện đầu tiên tại Việt Nam mang tên Tata Show. Tụi tôi còn được tương tác với diễn viên ngay trên sân khấu nữa. Không ngoa khi nói VinWonder Nha Trang đã mang câu chuyện cổ tích ra ngoài đời thực. Ai không xem trực tiếp là uổng lắm đấy nha.